Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và hôm nay rất vui lại được gặp lại anh em trong ngày đầu tháng. Trước mắt quý vị các bạn là một bộ dàn em phối ghép theo ý của một anh tên là anh Nhường. Và anh cũng đã đặt tiền để lấy chiếc âm ly Đờ Nông với mã số là 9390 Mark 4. Dòng âm ly Đờ Nông 390 nó có khá nhiều đời. Trơn này, Mark 2, Mark 3, Mark 4 này. Và có đời AE nữa. Thì với cái phiên bản Mark 4 em sẽ chú trọng nhiều hơn, bởi vì cái chất âm, chất tiếng của nó có cái sự sắc sảo rõ ràng và chi tiết hơn. Và bọn này có nút lau lớt, thể hiện khi chúng ta nghe nhạc gần rất ổn. Và em đang phối ghép với cặp 301 CD3 đời chót gân zin. Đời chót và gân zin. Cặp loa này em đã quay lên trên YouTube và đã báo giá với anh em với mức giá là 9 triệu cặp loa này rồi nhá. Và em sẽ phối ghép thêm một cặp loa lời, đó là cặp Bow với mã số là 100G. Bow 100G và Bow 101 nó về cấu tạo tuyến loa giống nhau, phân tần giống nhau. Nó chỉ khác nhau về cái ngoại hình thôi. 101G đúng ra là một trong số những phiên bản được đánh giá là có cái ngoại hình đẹp hơn 101. Nhưng mức giá của bên em thì bán 101 và G là giống nhau, đều có mức giá là 2.9 triệu cho những cặp đẹp và trùng series, trùng số thùng. Và bây giờ thì trước khi đi vào chi tiết, anh em chúng ta cùng nghe một đoạn nhạc, rồi sau đó em sẽ có một vài cái lưu ý riêng. Tín hiệu nhạc vào thì hiện tại bây giờ em đang quay ở giữa nhà nên không có liên kết tivi. Thế nên chính vì vậy em sử dụng Bluetooth để bắt vào một cái vang thôi để chuyển tín hiệu ra, chứ em cũng không sử dụng thêm cái bất cứ thiết bị gì cả. Cái vang DK Pro mà với mã số là 12 Plus này thì bên em đang phân phối ra với mức giá chiết khấu hết cho anh em, nó chiết khấu hơn 40%, thì giá của nó chỉ có 1.5 triệu và bao gồm có cả dây jack. Có hệ thống chống hú rất tốt luôn. Còn theo yêu cầu của bác thì bác đặt mua của bên em một cái chuyển đổi quang. Đây ạ, một cái cục chuyển đổi quang này. Cái cục chuyển đổi quang này nếu các bác nào tra thì với cái mã số này và cái thông tin này thì sẽ ra trên mạng cũng có thể rẻ hơn em đang bán. Nhưng em lưu ý với anh em một điều là cái con chip ở bên trong này này, em đang đặt đó là con chip khác. Nó không giống với những cái con chip mà quý vị các bạn anh em đang dùng đâu nhá. Bởi vì em đặt cái chất vấn đề chất lượng lên quan trọng nhất. Đấy, thì nếu như chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần cắm jack như này vào và cắm hai đầu này, một đầu này là vào cổng USB của TV, còn một đầu còn lại đây là cắm vào chuyển đổi quang, là chúng ta sẽ xuất âm tiếng ra được bộ dàn của chúng ta. Đó, em đang sử dụng cổng tuner này. Và đây em cắm lại để lấy một chút tiếng nha. Rồi sau đó ta cắm vào cái để cho nó đỡ buồn. Mọi tính năng của âm ly thì em đã test và hoạt động hoàn hảo. Bảo hành cho anh em là 3 tháng. Bên em có tem này. Đấy. Còn phối ghép thì rất đơn giản thôi. Phối ghép thì rất đơn giản. Chúng ta đấu nối như thế này. Một cổng của cặp 301
chúng ta đấu vào cổng A là cổng bên trên, và một cổng bên dưới này thì chúng ta đấu vào cặp 101J. Đấy, cách đấu nó là như vậy. Với con loa này thì trở kháng của nó là từ 4 đến 8 ohm, công suất từ 10 đến 100W. Đấy, và được sản xuất tại Made in Canada. Và bây giờ bên dưới này thì trở kháng của con 201CD2 thì đời chót trở kháng của nó là 8 ohm. Nhiều bác bảo là những chiếc âm ly này nó chịu được tải hay không, thì anh em yên tâm rằng một điều là chúng ta hãy bỏ qua đi nhé. Với con âm ly này thì trở kháng của nó đang từ 4 đến 16 ohm cơ. Đây này, ở phần dưới này nó ghi này, 4 từ 16 ohm ở chỗ này. Nên chúng ta không phải ngại khi chúng ta đánh A cộng B, bởi vì công suất của nó là 135W, là công suất tiêu thụ điện. Còn công suất do loa của bọn này nó, nếu như em nhớ không nhầm thì nó đạt là tiêu chí là 70W trên một kênh. Đấy, khi chúng ta bật to như lúc nãy là cũng rất mạnh rồi, nhưng mà cũng chưa đạt được đến 50W đâu. Nên anh em yên tâm rằng một điều là không thể sợ hỏng được. Trong âm ly nó sẽ có một phần bảo mạch của âm ly, Nhật nó thiết kế rất cẩn thận. Rồi từ từ em nói về cái âm ly. Bây giờ em sẽ test nguyên một cặp 301. Trước tiên thì đây là nguyên cặp 100 gì đó nhá. Đây đánh một cặp 100 gì không ạ? Đương quá nên tim xanh xao gầy mòn. Đâu thương mọi mong những bên tranh chính như ngày trời. Không hề có trầm anh em nhé. Rất hay luôn. Những cái con này nó có cái phần chân keo ở trong này, chúng ta sẽ rất khó cậy nếu như nó vẫn còn đang zin. Và em đã thử hí hoáy một lúc rồi nhưng mà không thể nào tháo được cái này ra, bởi vì cái này nó có cái chốt ở đây này, nó chốt nhựa vào đây và nó gắn ngược vào qua cái lỗ này. Đấy, nó có 4 cái chân và nó đổ keo hết. Em đã từng tháo những con này rồi, và trong kênh của em đã từng tháo những con này, nhưng mà sau khi tháo ra thì cái căng này nó sẽ bị vênh chứ không bao giờ được. Thế nên là chính vì thế mà bây giờ cặp loa bow này thì em khẳng định với quý vị các bạn là em bao cho anh em là zin tuyệt đối. Lấy tem ra đây đi. Lấy tem trùng CD ra rồi đúng không? Này, số CD đằng sau này 49631. 49631. Đấy. Số CD của thùng là 109778. Này, 109787. Đấy, thì thay bằng việc là để mà tháo ra để quay cho anh em xem cái bát của nó nhá. Anh kia lấy cái bát. Cái bát của bọn này nó giống hệt bát của 101. Đấy, giống hệt 100% luôn 101. Vâng, thì thôi thì không tháo được thì em xin phép được dán tem, nó gọi là hơi chi chít một tí như này. Đây em dán ở dưới này một cái này, ở đây một cái này. Đấy, anh em không mở căng ra là được nhá. Đằng sau này em có dán một cái tem nữa vào đây. Đấy, và nếu anh em mà mua bán mà ngại về vấn đề cặp loa này, đấy, thì em sẽ có một cái tờ hóa đơn bán hàng như này nữa cho anh em, và sẽ ghi là bán quả loa nào và với giá bao nhiêu và số series và ngày bán. Em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái sản phẩm đó. Mà bác nào mua kênh của em thì đều đã biết rồi, bên em bán hàng ra cũng không phải là bán xong là xong. Nên quý vị các bạn nếu như trong trường hợp mà chơi chán và các bác không ấy, không dùng nữa, các bác gửi lại cho bên em. Bác cứ gửi lại thì bên em sẽ có trách nhiệm giao lưu hàng hóa, mua lại hàng hóa cho anh em, không ngại vấn đề gì cả. Còn với thiết kế này, chiều rộng của nó khoảng chừng tầm 25, chiều cao của nó khoảng chừng tầm 17 và chiều sâu của nó khoảng chừng tầm 15. Thì quả loa tay hay còn gọi là loa lời Bow 101J với thiết kế là một loa bát toàn giải. Đây, một loa bát toàn giải của nó sẽ là cái loa như thế này. Nó giống hệt như này luôn. Đây. Mà quả loa bát này thì hôm vừa rồi em cũng có quay lên cho anh em xem là em có phá một cái loa và bán cho anh em là mỗi một chiếc như này là 500.000 đấy, đã bao gồm thay gân như này rồi. Còn bọn này thì nó không phải thay gân nhá, bọn này gân của nó đang là gân vải chứ nó không phải gân này. Đấy, riêng cái thằng 8.2 thì nó mới cần
cần cần thay gân như này thôi. Đấy, là gân mút thôi. Nhưng cái con 101G này thì nó đúng là của bạn này luôn. Đấy thì em chỉ chẳng biết phải nói thế nào nữa. Căng giật ra thì nó bị xước móp mép mất, thế nên em không tháo được ra. Thì con này không tháo được ra nó rất chắc, bởi vì nó vẫn đang zin 100% và đang hoạt động hoàn hảo. Anh em nào tin em thì chúng ta chốt với nhau thôi. Và với mức giá là 2.9 triệu của cặp loa lời Bose 1.1G này. Đấy. Còn bộ bên dưới này thì em đã chốt xong với anh khách. Cảm ơn anh em, quý vị, các bạn đã lắng nghe và xem vào kênh và ủng hộ kênh bên em.